giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ gia thế khủng của Âu Hà My, giảng viên vạch mặt chồng có người thứ ba gây sốt mạng xã hội. Sau đám cưới cổ tích vỏn vẹn 11 tháng, tối hôm qua ngày 12 tháng 8, Âu Hà My khiến mạng xã hội xôn xao khi công khai loạt bằng chứng tố chồng, nam diễn viên Trọng Hưng có mối quan hệ ngoài luồng, trong khi vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Trong bài viết có hơn 136.000 lượt tương tác của mình, Hà My có nói đến việc khi vừa lấy chồng về đã phải trả nợ 1 tỷ đồng và sau một tháng về chung nhà thì chồng phá sản. Điều này khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ bởi trước đó chồng Hà My luôn thể hiện mình là người giàu có, sang chảnh. Điều đáng chú ý trong bài đăng, Âu Hà My cho biết Trọng Hưng từng được gia đình Hà My cưu mang, giúp đỡ khi anh vỡ nợ 1 tỷ đồng. Thậm chí bố mẹ của cô nàng còn cho nhà thông gia mượn một số tiền lớn rồi từ chối nhận lại. Vậy mà khi Hà My vừa sảy thai trong bệnh viện, Trọng Hưng đã bỏ mặc vợ để đến nhà của nhân tình. Thậm chí khi mẹ vợ khóc ngất nằm viện, anh cũng không một lời hỏi thăm. Hà My chia sẻ phát hiện chồng ngoại tình, cô đã tìm đến tận nơi để bắt quả tang. Theo đoạn video ghi lại, cô nàng không hề đánh ghen mà cư xử một cách khá bình tĩnh. Được biết Âu Hà My sinh ra là con trong một gia đình giàu có, bố mẹ đều kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn. Ngay từ nhỏ Hà My đã được bố mẹ chiều chuộng và đầu tư học hành. Do đó, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm, Âu Hà My đã học tiếp lên thạc sĩ và bây giờ đang là giảng viên của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Người ta có câu nghề chọn người chứ không phải là người chọn nghề. Có thể nói theo nghề giáo là một quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình. Chỉ ảnh hưởng lớn từ ba mẹ. Mình là con một nên mình luôn nghe theo ý kiến của ba mẹ. Ba mẹ mình nói nhà giáo là nghề cao quý, hơn nữa sẽ rèn được cho mình nhiều đức tính tốt trong cuộc sống. Cô nàng chia sẻ về cơ duyên đến với nghề giáo. Ngoài thời gian giảng dạy, Hà My còn phụ mẹ quản lý công việc kinh doanh. Cô hiện sở hữu hai khách sạn lớn nằm ở vị trí trung tâm của thủ đô. Cô nàng bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 2015. Khi ấy, cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau bức ảnh được Hà My chụp ở cổng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sau khi tham gia coi thi trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Cô nàng toát lên vẻ xinh đẹp nhưng không kém phần gợi cảm. Đến năm 2018, cư dân mạng tiếp tục truyền nhau bức ảnh sexy và truy tìm ráo riết trang cá nhân lẫn thông tin đời tư của Âu Hà My. Nhiều người ngỡ ngàng khi cô nàng vô cùng xinh đẹp, quyến rũ và có một cuộc sống sang chảnh. Âu Hà My thừa nhận mình theo đuổi phong cách ăn mặc táo bạo sexy. Mình có quan điểm học và làm việc hết mình thì chơi cũng phải hết mình. Trên giảng đường mình ăn mặc rất kín đáo, thường là áo sơ mi, quần âu và áo vest. Những hình ảnh đó mình đã đăng tải trên Facebook, thậm chí là ảnh sinh viên chụp trộm, mọi người có thể nhìn vào để đánh giá khách quan. Còn khi ở nhà và đi chơi với bạn bè, mình mặc theo sở thích là bình thường. Giáo viên hay nghề gì cũng là con người, khi đi làm chúng ta nghiêm túc và tôn trọng ngành nghề đó mới là quan trọng. Trên trang cá nhân, nữ giảng viên thường xuyên đăng tải hình ảnh cá tính, gợi cảm, mạnh mẽ, cùng thân hình quyến rũ. Nhưng cô thú nhận mình là một người sống tình cảm, hay suy nghĩ và rất màu nước mắt. Âu Hà My có một cuộc sống vô cùng xa xỉ. Cô thường xuyên đi đánh golf để giải tỏa căng thẳng, hoặc những lúc rảnh rỗi sẽ cùng gia đình du lịch ở những nơi sang chảnh. Cuối năm 2019, bố Hà My không may qua đời, để lại sự nghiệp kinh doanh cho mẹ và Hà My gánh vác. Đến nay, nữ giảng viên đang là người sở hữu và điều hành hai khách sạn, đều nằm ở những vị trí đắc địa trong thành phố. Trong đó có một nơi mang tên Âu Hà My và mẹ, bởi đây là công trình tâm huyết mà bố của cô dành muốn dành tặng vợ con. Xem đến đây chắc hẳn nhiều người thực sự ngưỡng mộ thân phận của cô giảng viên xinh đẹp. Cô nàng thậm chí còn gây ấn tượng hơn khi chứng minh được thực lực tài giỏi. Tuy nhiên cô nàng lại kém may mắn khi hôn nhân sớm tan vỡ, dù trong quá trình chung sống đã cố gắng giúp chồng bằng khối tài sản của chính gia đình mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.